Hey 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 hey, hello các bạn nha. Mắc đây, mắc đây, mắc răng sún, mắc trong gia đình của đại sư cơ khí Morien. Mắc bị lãng quên đây. Nhưng mà mắc đối đầu với Queen Anne thì lại quá là đơn giản nha em ơi. Bởi mình cấu rỉa bằng chiêu một hoặc đánh thường để tích cái sát thương chuẩn tốt lên người Queen Anne. Ấy, con đừng dùng chiêu thì giảm hồi máu. Các bạn đừng có hồi máu thì cũng lên bảng với cái bộc phá mà thôi. Ấy, tung hết combo rồi. Anh em ơi, mình né cho một, mình né. Ta né. Mỗi tội đánh thường thì sao mà né được hả? Ok, tí nữa bạn, Nata sẽ biết máy bay là như thế nào nha. Bởi chỉ cần bật trực của lên, mình sẽ bón hành cho AD, cho pháp sư, cho sát thủ tiền bạn rất là đơn giản. Và Mark là vị tướng đặc biệt với cái bộ chiêu thức đặc biệt. Mình Mark biết bay khắp map thôi, làm gì có tướng nào bay được khắp map, bay nhanh như Mark anh em nhỉ. Thế mà mọi người vẫn đang quên, trong khi Mark dùng để soi map, dùng để khắc chế tướng tăng hình, rất đơn giản anh em ơi. Và sắp tới lại có trang phục mắc răng sún trong sổ Halloween, hoặc là một trang phục miễn phí trong sự kiện Halloween anh em nhé. Và Halloween tháng 10 sắp tới rồi, chắc chắn là các bạn sẽ nhận được trang phục này với sổ, thì các bạn mở sổ rồi là được miễn phí thì là quá tuyệt vời. Nhưng mà miễn phí hơi nhiều rồi mắc nha, mặc rất nhiều trang phục bậc A miễn phí, bậc S còn miễn phí chứ đừng nói là bậc A anh em ơi, rất là mắc nên miễn phí. Ok, bây giờ có chiêu cuối rồi, đi săn thôi. Và mục tiêu của mình chính là Natalia. Rồi xong, lên bảng là cái chắc cú rồi. Đó, ghi mục tiêu nào là mục tiêu đó khởi chạy luôn, kể cả là Cross anh em nhé. Là Cross nhiều máu này, bộc phá bắt đầu đánh thường. Chơi thôi anh em ơi, hơn người mà. Ôi, không ổn rồi, hơn người đi hơn nhưng mà yếu anh em ơi. Thành ra là team bạn dí cho rất mà luôn. Ok, nếu team mình có Gildu cộng Elsu thì sẽ hay hơn. Là Gildu cộng với Queen Anne, cộng với Kane. Buồn quá, hai mạng lên bản đỉnh số rồi anh em ơi, lần sau bớt báo nha, ăn được mạng thì lui về một xíu là kinh nghiệm và cũng là rút kinh nghiệm từ cái sai lầm của mình. Tiếp tục này, Natalia, cái tội dí mình này, bây giờ đến lượt mình dí này, dí tập 2 anh em nha. Tiếp theo chính là đề tìm bạn, rồi cứ theo dí theo đánh thường thôi, đủ đam thì bộc cái phá anh em nhé. Bớt nhắm đi, yên tâm, cứ nhắm yếu máu đi, yếu máu cứ để mình lo cho. Ấy, uầy, thì mình áp lực quá, vừa thò mặt ra là phải về rồi. Và chính ra trận đấu này thì Mark cũng khá là dễ chơi, bởi Mark ấy target những mục tiêu máu yếu máu mỏng là cực kỳ lợi nhá. Đặc biệt những con tướng máu mỏng mình có thể lên đồ cho bò một xíu, nhưng mà bắt máu mỏng cũng cực kỳ easy. Đấy, thành ra là mình vừa có thể tăng cơ cho team, vừa có thể mở giao tranh rất là tốt, vừa là một sát thủ bắt chủ lực team bạn. Đây, bây giờ tiếp tục là Nata anh em nhé. Ganh Nata, đến nỗi là Nata phải khóc nha, như vậy thì không ổn rồi. Còn lại là team bạn hơi đông, nên đồ tanker hình ra là không xuyên ra qua lỗ giáp của bạn Nata. Lần sau có khi là phải chọn lại mục tiêu thôi, chứ Nata full kem màu quá thì cũng bớt mà nào tới khi không có đồng đội anh em nhé. Mày yên tâm, hồi chiêu cuối thì rất là nhanh bởi mình lên đồ hồi chiêu mà. Cái giày hồi chiêu mà anh em ơi. Ok, đã có cái áo choàng thần ra rồi anh em ơi. Có cái áo choàng này thì đốt sẽ rất là đau, có cái phù hiệu trói buộc cộng thêm siêu nhiều đốt. Đồ đốt này nó trâu á anh em nhé. Từ từ nha, ăn dây nữa mình mới tới được. Vì này cũng tàng hình, nhưng mà tàng hình không có tác dụng với mình anh em nha. Cái đuôi yếu máu này, yếu máu thì mình tới ăn luôn. Combo là chắc chắn đủ đấy em. Cái này thì combo thì cũng rất là dễ dùng, các bạn chỉ cần ấn chuột cuối cho các bạn target vào đầu tướng địch. Tất nhiên target rất là dễ thôi, chọn mục tiêu là yếu máu, nhìn là biết ngay. Chú ý minimap,
chúng ta sẽ phát hiện ra được ở đâu có giao tranh, chúng ta sẽ tới hỗ trợ. Hoặc đơn giản là các bạn thấy đồng đội đang có mắt của tướng địch, mình tới mình mở giao tranh anh em ơi. Đang cầu cái gì à? Mình tới là tự nhiên là hơn người đấy. Và hơn người là chắc chắn là chúng ta có lợi thế để trong cái pha combat đấy. Ok, và các bạn đang theo dõi clip trên kênh của MOBA, kênh chính của mình nhé. Kênh MOBA Mô Việt, và chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để học tập tốt, lao động tốt, làm việc tốt anh em nhé. AD này, ui máu này là chắc chắn ăn được rồi anh em nhé. Đấy, cần phải căn đam, căn máu sao bắt mục tiêu chúng ta bay tới là có mạng. Chứ nhiều khi ghim bạn Nata và đấy full cây máu còn đang dính trước cuối giáp ảo siêu to cầu lồ là không có ổn anh em ơi. Hiện tại mình đang clip mỗi ngày trên kênh chính và kênh phụ. Anh em nhớ qua cả kênh phụ của MOBA nhé. Kênh phụ của mình các bạn cũng lên YouTube tìm kiếm từ khóa MOBA Việt thì sẽ ra kênh phụ của mình, nơi mình đang clip mỗi ngày. Nhớ ủng hộ hai kênh của MOBA Việt nha anh em nhé. Queen này, Queen em thì gặp mình thì chạy làm sao được, tàng hình thì không có tác dụng, ôi mà có tốc biến. Cái tốc biến thì xịn bạn rồi, cho bạn chạy bằng mình nha. Về đi. Đấy, bạn rất là tốt luôn. Chính ra trận đấu này khi mình sát thủ mạnh ghê anh em ơi. Sát thủ Ken, sát thủ mắt răng sún. Đấy, sắp tới trang phục Halloween cho kẹo hay bị ghẹo anh em ơi. Bình tĩnh thôi, đuôi game này team bạn của nó được mà, team bạn lết game lo gì. Em có vai ô gánh, Yudo gánh thì team mình có mỗi Eosu không biết cố gánh được không. Cái này thì hồi sau sẽ rõ nhé. Vì vậy thì vẫn còn những thành viên khác trong team, ví dụ như mắt đang xuống anh em ơi. Mà đang xuống thì không đu được đâu, tới phá chiêu. Uầy, đồng quá. Vì vậy quyệt cái chiêu một cái cực nó không phanh. Bây giờ đến lượt AD anh em nha. AD chạy đi đâu, đơn giản cực kỳ luôn. Cứ ra AD thì bạn chơi game bằng mắt là các bạn hoàn toàn có thể làm cái điều đó nhé. Thành ra anh em muốn các chế độ hình tàng hình hoặc là các chế độ hình nhiều tướng máu mỏng AD nhiều ấy, thì chúng ta chơi mắt. Đấy, không ai bắt được AD thì mắt bắt cho. Không mất máu solo á. Hỏi bà cũng được quên em, ui khô luôn bạn ơi. Ui khô được anh em ơi. Yếu máu là phải ăn nha, nhưng mà xa quá thì chúng ta có thể hạ cánh nhé anh em ơi. Mày quá là vai ô không chạy về trụ, anh em chạy tiếp về trụ là mình hạ cánh luôn. Đôi khi chúng ta phải ấn trụ cuối lần thứ hai để chúng ta hạ cánh nha anh em nha. Không phải là cứ bay là phải tới đâu. Có thể những chuyến bay sẽ bị tắc đường chẳng hạn. Ấy, tàng hình với Mac này. Ok, bắt đầu là tỏa sáng đấy anh em ơi, bắt đầu là có nhiều mạng đấy. Thành ra chơi Mac là ngoài việc mình chú ý trao đổi chiêu thức với tướng địch thì mình cũng phải chú ý mini map anh em nhé. Và các bạn có thể vuốt lên check map kiểm tra mục tiêu nào, yêu màu chúng ta bay tới. Và tốt nhất là mini map chúng ta nhìn cũng không phải có hành động lia map nên chúng ta sẽ tới nhanh hơn. Mình có thói quen đó là nhìn mini map rồi, thành ra cũng không phải check. Nhiều khi check thì là check cho em là đứa nào yêu máu nhất trong cái pha đó thôi, hoặc là nhìn cho nó vui thôi anh em ơi. Ok, tương xương trận đấu này là nhìn thế thôi, sát thủ cũng lợi dụng được 10 mạng đấy. Thành ra mình nói là đây là vị tướng sát thủ đánh cơ mở giao tranh tốt. Hồi Eosu cũng khắc chế Quyền nha. Quyền gặp Eosu là cũng hơi mệt nha, bắt hơi khó bởi có ưng chạm với chưa một rồi. Eosu còn có cái chiêu cuối, Quyền rất là khó tóm nếu mà Eosu tỉnh anh em nhé. Không hiểu rồi, tích cân bài Quyền đi tốt là phải có cái khả năng di chuyển tốt để có thể để ăn mạng, và đặc biệt là phải cầm một phá anh em nha. Đừng có cầm cái tốc biến làm chi, tốc biến có tác dụng gì đâu.
sát thủ là phải khô mà, sát thủ là còn chạy làm chi. Rồi, tiếp theo là ai nhở? Từ đời nghe mời. Còn này mình bay tới thì nhưng mà có lẽ là cũng bay không chạy rồi anh em ơi. Ấy, trâu lắm nha, không có đùa đâu. Trâu lắm nha. Quậy quậy, bắn đau đấy nhở. Bắn ghê đấy, nhưng mà không ăn thua. Rồi mình rất là trâu anh em ơi. Bắc thì các bạn có thể chơi đồ full nam, bay tới một phát có mạng luôn. Nhưng mà chơi an toàn, chơi neo rank thì các bạn hãy nhớ chơi chơi tanker nha. Chơi tanker này vừa trâu vừa khó chịu luôn, tuổi team rất là tốt. Mà các bạn dùng trâu 2 các bạn càng trâu hơn nha. Yếu máu để khỏi chạy về luôn. Nakloth hay Kulen tăng hình hay là chạy nhanh đều thế thôi nha. Rồi lên bảng rồi, chạy làm sao được, đốt sát thương chuẩn. Đấy anh em, đồ tanh vẫn bắt chủ được team bạn đơn giản dễ dàng mà. Có bạn có mắt ở đâu. Ơ kìa. Ờ team mình có Yasu ngắm, thành ra là lao lên thì Yasu sẽ không theo kịp được. Vì vậy may quá vẫn còn AD nữa, đó chính là bạn Endo. Rồi mình đánh sát thương chuẩn đấy, sao nào không có tác dụng đâu. Ok, bây giờ ba đường Mega rồi, win được luôn ý. Đấy, bắt được AD thì bạn đã kìa, còn Queen Endo phải lắm nha anh em, bắt làm sao được bạn Endo. Nakloth cũng lên bảng lốt này. Ok, còn mỗi Gildu thôi, Gildu thì không có đam mà chủ nhà đâu anh em ơi. Và có lẽ thì video clip mua bài chơi Mac đang xử lý đến hết rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Không thì anh em chơi Mac nha, bởi Mac bị lãng quên mà. Đâu có anh em chơi.